Vâng, hoạt động hoàn hảo. Xin mời quý vị và các bạn giao lưu qua một chiếc đầu băng cối tự hành mang thương hiệu Telefunken. Có một led là Moletophone 2/4TS. Rất là đẹp. Từ cái mạ chrome rất là bóng và còn nguyên như mới các bạn. Các bạn có thể nhìn này. Rất đẹp, những cái phím rất đẹp. Hoạt động hoàn hảo. Cho từ stereo rồi các loại băng, chạy 3 tốc độ. Mặt kính Mica nguyên zin rất đẹp. Hình thức thì chúng ta không phải bàn nữa rồi. Đây là một chiếc phải nói là có hình thức rất đẹp và rất nặng. Các bác có thể thấy. Cái này chắc phải nặng 20 cân có thừa mất. Có thể dựng đứng và dựng nằm. Vâng, các bác có thể nhìn thấy TM204TSE4 Made in Western Germany, tức là Tây Đức đây. Điện áp từ 110/240V. Các ngõ vào ngõ ra rất nhiều, ngõ hai loa ra stereo. Vâng, kính mời quý vị và các bạn giao lưu qua số điện thoại 0388 350 888 hoặc số Zalo 0386211200. Xin chào và hẹn gặp lại.